tải đi. Bây giờ chúng ta sẽ nhận game. Đây, các bạn vào đây. Hồi mình đưa xuống direction. Xong rồi các bạn lo game Facebook. Tạo khuyến cáo là tạo 5 tới 10. Các bạn được 5 tới 10 game. Lúc đó bạn login vào thì nó sẽ bắt các bạn like ngay khúc này, còn đây mình làm hết rồi. Like, share và làm cái survey. Cái survey đó các bạn check đại cũng được nữa. Check đại xong các bạn nhận được game. Lúc đó các bạn được mấy cái key nè, các bạn bấm vào là nó copy rồi. Thì vào đây. Vào đây. Active nữa. Cái này mình đã làm rồi. Đấy. Easy lắm. Các bạn thành công. Like and share. I love you, bye bye.